Nhà báo Kim Trác Túy Miêu vừa tổ chức một buổi giao lưu, ký tặng cuốn sách Giọng Sài Gòn sau 2 tuần phát hành. Cuốn sách là nơi để Trác Túy Miêu trải lòng về những kỷ niệm, những suy nghĩ về vùng đất cô sinh ra, lớn lên. Khi gửi lời mời tới các nghệ sĩ, Trác Túy Miêu đã bày tỏ nguyện vọng mỗi khách mời hãy mang tới sự khiếu nại một món kỷ vật có liên quan đến Sài Gòn. Tại buổi giao lưu, Trác Túy Miêu đã bật khóc động khi thấy danh ca Bảo Lính tới dự chương trình. Trác Túy Miêu chia sẻ cô lớn lên cùng tiếng hát của Bảo Lính và luôn coi đàn chị là nàng thơ thời niên thiếu của mình. Kỷ vật khác biệt nhất mà danh ca Bảo Lính mang tới sự khiếu nại của Trác Túy Miêu là ca khúc cuối cùng cho một tình yêu do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng sổ tác. Đồng thời, danh ca Bảo Lính cũng dành thời gian để ôm lại kỷ niệm những lần gặp gỡ vị nhạc sĩ tài hoa của thôn nhạc Việt. Ngoài Bảo Lính, sự khiếu nại còn có sự góp mặt của diễn viên Quý Bình. Trong phần chia sẻ, Quý Bình không ngần kinh hoàng gọi Trác Túy Miêu là người thương. Ca sĩ Lệ Phương Anh có mặt từ sớm để chung vui cùng Trác Túy Miêu. Cô mang tới kỷ vật là tấm thẻ vàng vào vòng trong của Việt Nam Idol đông cách đây 9 năm. Diễn viên Băng Di. Quán quân xin mi song cao bá hương.